Ê, dụ dỗ cho Vinh á, bên đây lâu lâu đi. Vinh á, bên đây mày đỡ, mày làm chuyện được ít chút. Ôm đau lâu, nằm vậy á. Phúc à. Mày thức mà thấy cực. Rồi tô hai cái kèn màu vàng nhé. Tô cho nó đều giùm mình nha. Mình sẽ tô mẹ theo cái kèn này. Nó biết kêu cặt luôn kìa trời. Em bỏ không có dạy. Em bỏ MacBook vô trong cái kia đi để mà chạy MacBook của chị. Em không có dạy mà biết nói kìa trời. Cái này chụp hình với MacBook đi. Cái bức em cho chị coi thử á chị. Chị chụp kiểu đó đó chị. Chị ngồi chị bỏ chị bưng máy tính chị bấm vậy nè. Bye. Nhưng mà mày canh góc cho tao mới được. Mắt tao ban đêm không có thấy đường mà đem. Nhưng mà chị chụp cái đó là ngồi phải cái tường trắng đẹp. Bạn cáo chị bạn cáo à. Áo nào lớp tớp với quần bó đứt ngang đùi á giống nhỏ như mấy quần vậy. Chim nào. Rồi. Tiếp theo mình sẽ sử dụng tiếp màu cam nhạt để mình tô cho cái phần đầu mọi người nhé. Cái đầu bơm nè ta. Chiều tao đi tắm, tao gọi đầu ở nhà. Vài bữa tao đi ủ vô dừa, tao hãy đi tiệm. Tầm 5-6 ngày nó ủ vô dừa đi tiệm gọi. Mà cái này nhìn đẹp, chị chúc nó ôm em chụp hình. Dễ thương mà, cái đó dễ thương. Sao có ghét của hai không? Ủa là mày thay đồ mày đi tắm hay sao? Ai chị? Mày á, mày nói mày cầm cái chụp hình. Là mày mặc đồ không sao? Em muốn mặc quần. Thôi khi mặc cái áo trắng đi. Là đẳng chảy chảy cái vai ra là đẹp rồi. Mặc cái quần sọt đẹp đẹp rồi. Cái quần đùa của mày đó. Vậy phải đem theo chụp hình để cởi nha. Cái bạn tắm lỗ chứ. Ủa gì mày cũng phải make up xương xương nữa chứ. Đúng rồi, phải make up nó chụp hình đẹp. Xương xương thôi, đơn giản mà đẹp, đừng có làm cầu kỳ quá. Gớm. Đơn giản mà đẹp dễ thương. Ơi. Nè, cái chọc chị kìa chị. Hello. Ê, coi chờ dép chị văng giường nữa Hiển ơi. Ê. Còn chiếc ở đâu? Ở đây chị. Ờ có này. Ê. Ê. Rồi tiếp theo mình sẽ sử dụng màu xanh. Cái này là xanh sơn á nha, chứ không phải là xanh lá mẹ. Ê. Vinh Hiển quay qua bắt đi Hiển. Trời ơi, cái cây lược của ta biết rồi nó đen thui luôn. Trời ơi, tóc em tóc sạch đó chị hai. Mấy chị đi chạy đi đi sạch cái lược coi. Bình thường cái lược đó chỉ có mình anh tao chải thôi, chồng tao còn không được chải cái lược của tao đó cho mày hay. Nó chải cái lược khác đi mày, chứ còn cây lược đó Hiển, trong cái gỗ đồ của em còn cây lược mới. Mày chải cái lược khác đi, tao không có, tao xài cái lược của tao à. Vừa cho em cười vừa vừa thôi, để hồi em đi bơi đó. Chị coi cười không nắm đầu, gực đầu em vậy nè, mới chỉnh không luôn á. Tao nói mày không có trả được tao nữa nha. Tao hồi tao đi rửa cái lược tao rồi, mày phải lấy cái lược khác mày xài đi. Lấy cái lược khác cho tao xài đi. 1, 2, 3, let's go. Bùm 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 bùm. Em bao trọng nhất cái đầu quá. Hai chú cháu, hai cậu cháu mày. Xuống ai? Khôn. Bùm bùm. Bùm bùm. Chị dặn mà, mới muốn quá là đừng có hù em nha, không kiểu là đừng có làm cho em nhục mình. Thứ hai là đừng có chửi em là ngu như bò, ngu như quỷ hay là này kia, đừng có chửi mấy cái đó nghe không. Tại vì mình chửi ghét là hả đằng theo luôn á. Như vậy còn mà nói em mà hù em là mốt có bữa là cái día của em nó bị giật mình nó trôi đi đó. Mà cũng là xôi còn hay ngủ nè. Chứ bên ta mặc gì đi nè. Ai kêu con lại vậy? Tao chụp hình cho, tao đi đẳng tao chụp hình cho bay. Em muốn bạn kiểu nhìn nó quyến rũ. Quyến
ngủ là mặc gì? Hay là mày mặc cái áo lưới bộ hẳn của tao kìa. Áo lưới định mặc cái quần kia đó. Thì nay mày mặc cái áo lưới đi. Nói chung là tao nghĩ là mày phải, nói chung là phải mặc đồ màu trắng trắng thì chụp hình nó mới đẹp. Còn mặc đồ tối là lên hình thấy ghê rồi má. Đó, rồi tao cho mượn, nhưng mà mặc xong thì giặt bằng nước trả lại cho tao là được rồi. Chứ tao ấy đừng có giặt, mới giặt là được, giặt mới giặt là banh luôn. Rồi tiếp theo thì sẽ là cái này mọi người nhé. Thì mình sẽ sử dụng màu xanh. Nữa lấy cái bọc, nữa lấy cái túi zip đựng hai cái áo len của chị với anh Thánh, bỏ vô trong túi zip rồi để gấp bọc rồi. Cái áo cặp đó hả chị? Phải nói là không phải áo cặp, cái là cái đậm của chị. Áo cặp của chị với anh Thánh là cái, chị có cái áo khác nữa kìa. Cái đó là cái đậm body của tao mà mày cứ kêu cái áo cặp kìa hoài. Bữa hổm có một cái túi zip mà tao, à đúng rồi, hiển kế bên đúng hiển. Ngay chỗ cái thùng khẩu trang hiển có cái túi zip đó hiển. Thôi để đi, chiều tao kiếm kìa, để hôm nay mày lục banh của tao. Ngâu rồi chị. Kệ nó đi, chó ngủ đi, miễn không lên, miễn không lên giường tao được rồi. Lông bắt đầu ra rồi đó. Nửa lông ra nè. Ê! 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 Thôi không giỡn với con nữa đâu. Ui gì cũng cừ được nữa. Ủa đi thì sửa soạn đi má, 3 giờ tới nơi rồi đó, tao không có đợi chờ. Đi tranh thủ còn về tao còn làm clip, quay clip nữa. Chị quay giặt nhiêu clip vậy? Chắc 6 clip gì quá, không biết nữa, không chắc tầm 5-6 clip hay gì đó, không biết, không có đếm. Nhà tao cũng quay giống mày 20 clip. Tao quay xong rồi tao dẹp dọn phòng tao luôn rồi, tao dẹp mấy cái này tao cắt gọn ngay trong đây hết. Ê cái gì mà vài bữa nữa nhắc chị đem mấy cái bọc này hiện để xuống giường nha, báo bọc kê nè, để cho nó gọn cái góc này, nhìn nó không có thấy gớm. Ê ok, trời video này kết thúc, bye bye.